Hello, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở về với kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Huyền Audio sẽ lên test thử cho tất cả các bác. Đó là một trong những dòng sản phẩm của vang số JD KX350. Với những dòng sản phẩm vang số JD KX350 thì anh em không còn là lẫm gì trên thị trường nữa rồi. Và ngay sau đây thì bên cửa hàng bên em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng trải nghiệm. Và với những dòng sản phẩm vang số đời cao cấp như KX350, đó là một trong những dòng sản phẩm huyền thoại và sẽ chuyên cho những khách hàng với cái giá cực kỳ là tốt các bác nhá. Rồi em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm. Hiện tại là với một cái chiếc vang số em cũng đang dùng, đó là một cái bộ micro, cũng là micro JD MI2 các bác nhá. Với khả năng trông hú này các bác có thể nhìn thấy này, đúng không ạ? Em đang để trước mặt loa, đúng không ạ? Các bác có thể nghe tiếng này. Hai đôi loa em mang vào đây không rú rít một tí gì. Em sẽ test thử cho tất cả các bác cùng nghe nhá. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngơi ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đàn áo ngoài hiên. Mùa đông bấm lăng cây vàng lá đổ. Đó thì vừa rồi thì các bác cũng đã nghe, đó là bên cửa hàng bên em cũng đã test thử cho tất cả các bác trải nghiệm về cái chất âm của dòng sản phẩm vang số JD Radio KX350. Và em cùng các bác sẽ đi tiến lại gần và giới thiệu cho tất cả các bác xem về cái chất lượng của vang các bác nhá. Thì với một cái dòng sản phẩm vang cơ, ở đây có thể gọi đó là dòng sản phẩm của vang cơ lai số các bác nhá. Về phía mặt đằng trước của chiếc vang thì các bác nhìn thấy hai tai rất là đẹp các bác nhá. Hai tai này thì các bác có thể là gắn vào trong tủ máy này, được chưa? Và dòng sản phẩm con vang KX350 này thì nó có này, ở phía đằng sau này có cổng quang này, bắt bluetooth này, hai đường đây là hai đường out ra các bác nhá, một đường sup và đồng thời nó có cả kết hợp cũng là đường out ra của rắc cắm hoa sen. Và ở phía đằng sau thì nó sẽ cho chúng ta, nó là cái nút hạn chế và rất nhiều các cái dòng sản phẩm vang khác là họ sẽ không có. Về chiếc vang JD KX350 thì với dòng sản phẩm này thì nó được thiết kế bởi hai đường micro AB ở phía đằng sau. Về phần mặt trước thì cho chúng ta đó là một cái đèn hiển thị LED có hiển thị là mic này, affix này, music và sub, và đây có tương ứng với ba phím volume tinh chỉnh, đó là affix, music này, affix và micro. Điểm nổi trội ở cái chiếc vang số KX350 này thì cho chúng ta đó là các cái hệ thống chỉnh áo ạ, chỉnh bằng cái tô vít để vặn chứ không, nó không có cái nút ngoài rời các bác nhá. Thì với dòng sản phẩm này thì các bác nhìn thấy là có delay kênh trái, kênh phải, repeat, revert thời gian, revert volume, to nhỏ của revert và giải cắt của LPS. Và với những dòng sản phẩm như thế này thì nó có chỉnh EQ của sub hay là của sub hay là của music hay là của mic, đều là riêng biệt các bác nhá. Đó thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua để cho tất cả các bác xem về những cái dòng sản phẩm mà tính năng đặc biệt của một cái chiếc vang số JD KX350 nó đẳng cấp đến như thế nào. Và các bác cũng có thể là trải nghiệm mà qua một cái tiếng chất âm của vang các bác nhé. Trải nghiệm qua một cái tiếng chất âm của vang thì cho chúng ta đó là cái chất âm rất là mộc mạc và hay. Đặc biệt là những bác nào mà có khả năng hát tốt thì hát trên một cái chiếc vang số JD
KX3510 này thì nó thực sự nó quá là tuyệt vời. Và điều tốt nhất và cái điểm ưu và điểm cộng tốt nhất của cái dòng sản phẩm vang như này thì nó cho chúng ta nó một cái lượng chống hú rất là cao cấp, và gần như là cái nỗi lo sợ của rất nhiều các bác là khi hát những dòng sản phẩm của vang cơ lai số hay là dòng vang số, là cái điều hãi nhất của các bác là khi cầm micro lên vặn to lên một tí nó rú rít, nó sẽ ảnh hưởng đến cháy bát cháy chép và cái tiếng nó ra nó sẽ không được ok. Thì với những cái lỗi khắc phục của rất nhiều các dòng sản phẩm vang thì nó đã được cái dòng sản phẩm vang JD KX3510 này nó đã coi như là làm lại, đúng không ạ, làm lại khắc phục những các cái khuyết điểm để lên một cái tầm cao mới của cái những dòng sản phẩm vang số JD Pradio, làm sao để cho nó một cái điểm cộng và cũng như là một cái điểm ưu tốt nhất của dòng hàng thương hiệu hàng chính hãng. Và thậm chí là các bác nhìn ở bên ngoài thì nó rất giống, vang nào nó cũng giống thôi, nhưng cái điều quan trọng là ở trên một chiếc vang số JD Pradio KX350 thì nó có các cái linh kiện cùng một con linh kiện rất giống nhau, nhưng nó sẽ sản xuất ra đó là những các cái linh kiện tốt và những linh kiện kém chất lượng, đúng không ạ? Cho nên là các bác phải lưu ý là cái vấn đề như thế các bác nhá. Thậm chí là những các cái sản phẩm vang này ở trên thị trường người ta bán thì cũng rất là rẻ thôi. Nhưng mà riêng những dòng sản phẩm hàng chính hãng của JD Pradio KX350 này thì hiện tại là bên cửa hàng em đang bán cho tất cả mọi người với cái giá là chỉ có 1.350.000, và giá thì cũng đã được, đó là bao gồm phí vận chuyển. Và khi bác nào mà đang theo dõi tại kênh YouTube của bên cửa hàng em Huyền Audio thì các bác cũng đã trải nghiệm với những dòng sản phẩm vang cao cấp đến từ thương hiệu hàng JD. Và bên em thông báo luôn, bên cửa hàng em là một trong những đơn vị cung cấp phân phối hàng chính hãng của JD. Và vừa rồi thì các bác cũng đã trải nghiệm ngay vào những bước đầu tiên, bên cả anh em cũng đã test thử cho tất cả mọi người cùng nghe. Và điều đặc biệt là mua hàng của cửa hàng bên em với những dòng sản phẩm vang cao cấp như này thì bên cả anh em dám tự tin và dám giao cho tất cả các bác là khi nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và nếu không ưng ý thì các bác giả lại bên cả hàng bên em, không bị mất một đồng nào tiền phí ship. Ok chưa các bác? Rồi, kết thúc video tại đây thì cửa hàng Huyền Audio cũng xin gửi lời chào cảm ơn tới tất cả các anh chị em trên mọi miền của Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.